Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25. Hôm nay 15 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được trực tuyến đến các đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì. Tại điểm cầu An Giang, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì. Theo đó, nội dung chất vấn lĩnh vực tư pháp tập trung vào việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục dự án, dự thảo chính phủ trình quốc hội, giải pháp nâng cao chất lượng, hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ, giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, hạn chế sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ điểm cầu An Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Tôi cho rằng là quyết tâm xuyên suốt của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là hạn chế việc lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ được cài cắm vào các văn bản pháp luật, bởi lẽ đó cũng là một dạng tham nhũng. Xin Bộ trưởng cho biết thêm về những chế tài cần phải nghiêm khắc hơn như thế nào và Bộ có giải pháp gì để tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh đối với vấn đề này. Câu thứ hai là theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì hôm nay 15 tháng 8 là thời hạn mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát của các bộ ngành địa phương để đề xuất sửa đổi các quy định bất cập đối với luật hiện hành. Bộ trưởng có thể đánh giá sơ bộ xoay quanh số lượng, nội dung và tính khả thi trong việc tháo gỡ những vấn đề bất cập đặt ra qua rà soát pháp luật hiện hành nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đặt ra, góp phần tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân được thuận lợi hơn. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về vấn đề vừa nêu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng cần thực hiện nghiêm các quy định về công chức công vụ, cụ thể hóa các yếu tố để xem xét, xử lý kỷ luật, cần xem xét các yếu tố cấu thành liên quan đến việc chậm hoặc thực hiện không đúng các quy định chức trách công vụ của mình. Theo Bộ trưởng, ngoài những yếu tố chế tài như ảnh hưởng đến uy tín, không bầu, không đề xuất vào các vị trí, cần nhấn mạnh hơn nữa kỷ luật công chức công vụ, công bố đầy đủ thông tin về khiển trách, cảnh cáo, thậm chí cho thôi chức vụ. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã và đang có những hướng xử lý, tuy nhiên việc này không hề dễ dàng. Về chế tài hình sự, Bộ trưởng cho rằng hiện nay thông qua một số sự việc điều tra, truy tố, xét xử, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã có những phân tích về các vi phạm và chừng mực nào đó là lợi ích nhóm trong vấn đề này trong một số vụ việc cụ thể. Nếu xử lý sai về hình sự thì chúng ta sẽ xử lý hình sự nếu có đầy đủ các yếu tố cấu thành. Quy định 69 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm và sắp tới là quy định của Bộ Chính trị sẽ có tác dụng tích cực trong vấn đề này. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang xoay quanh vấn đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản, hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối thủy sản, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.